Làm video hướng dẫn anh em cách đấu loa tép, đấu và đít loa, đít đẩy, đít âm ly, nó đều là một. Đấy, vì nói chung một cái dây điện đây, dây màu vàng đây, để nó nối vào cục đẩy. Nói chung dây điện đây thì anh em đấu ở bên đẩy cũng được, ở bên đít loa cũng được. Đấy, nha. Đối với những cái loại rắc tròn thì chúng ta sẽ chích từ cái đoạn này ra, chúng ta câu vào. Đỏ là cộng nha, đỏ là cộng quy định quốc tế rồi. Đấy, quy định quốc tế đỏ là cộng, dây còn lại nó là trừ. Đấy, đây đây là cặp tép 2 triệu. Đấy, đây là cái chấu ấn nha, chứ không phải vặn đâu nha. Đấy, cài dây vào đấu và đít đẩy, đít âm ly, đít loa nó đều là một. Rất nhiều anh em cứ hỏi đấu và đít đẩy có được không hay đít loa. Đấy, vì nó chung dây loa đây, chung cái dây điện đây, thì anh em đấu ở bên loa cũng được mà bên đẩy cũng được, nó đều là một. Rất nhiều anh em còn không tưởng tượng ra là nó chung dây loa thì anh em đấu đầu nào cũng được. Đấy, rất nhiều anh em, có 10 anh em thì có 8 anh em hỏi đấu và đít đẩy có được không hay đấu và đít loa. Đấy, nhất tiết đấu và đít loa hay đít đẩy có được không. Đấy, đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy nó đều là một, vì nói chung bằng cái dây điện thì anh em đấu đầu bên này cũng được mà đầu bên này cũng được. Đấy. Đấy, khi mở thì chúng ta khi mà chúng ta lắp thì chúng ta lắp chung với cái chấu cộng trừ của loa bát đây. Đấy nha. Đấy, dây chúng tôi làm dài 1 mét đây rồi. Đấy, là xong. Rất nhiều anh em cứ không tưởng tượng ra là đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy nó đều là một, vì nói chung bằng dây điện. Đây, anh em đấu ở bên này cũng được, vì nói chung là dây điện mình cầm trên tay đây. Đấy, nó nối sang bên cục đẩy. Thì anh em đấu bên đẩy thì không đấu bên loa nữa, đấu bên loa thì thôi bên đẩy nó đều là một. Đấu bất hoặc là đấu vào điểm giữa cái dây này cũng được nha. Đấy, đây là loa tép rời, nó không khác gì tép theo loa cả, chẳng qua nó để rời ở ngoài mà thôi. Chúng ta có thể câu 2-3 đôi cũng được, không sao cả. Cái tép theo loa này nó